Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn, giới thiệu cho bạn một cái hình thức kiếm tiền online rất là tiềm năng với tên gọi là dropshipping. Thì dropshipping là gì? Cái cách triển khai dropshipping như thế nào và làm thế nào để có thể kiếm tiền với cái hình thức dropshipping? Thì xin mời bạn đón xem cái video này. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Thì để có thể kiếm được tiền với cái hình thức dropshipping thì chúng ta cần phải hiểu dropshipping là gì đã, đúng không ạ? Thì dropshipping có nghĩa là bán hàng mà có khâu vận chuyển. Drop có nghĩa là bỏ rơi, shipping có nghĩa là vận chuyển. Dropshipping thì mà ghép lại thì nó có nghĩa là bán hàng mà có khâu vận chuyển. Và đây là một hình thức kinh doanh buôn bán mà chúng ta, những nhà bán lẻ không cần phải giữ hàng trong kho. Khi khách hàng mua hàng của chúng ta thì chúng ta sẽ qua bên nhà cung cấp để mua hàng và yêu cầu nhà cung cấp vận chuyển đến tay khách hàng, đúng không ạ? Và chúng ta không cần phải vận chuyển hàng hóa gì cả. Chúng ta chỉ cần tập trung vào việc đó là marketing sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng cho sản phẩm tốt để khách hàng quay lại mua những cái sản phẩm khác của chúng ta. Và lợi nhuận mà chúng ta có được chính là cái khoản chênh lệch giá giữa nhà cung cấp và cái giá mà chúng ta bán cho khách hàng. Và chúng ta cần phải trừ đi chi phí vận chuyển cũng như là những cái chi phí về đóng gói, đúng không ạ? Và người làm chủ cái quá trình này được gọi là dropshipper. Đây là một cái hình minh họa. Đây, chúng ta là dropshipper. Chúng ta là những nhà bán lẻ, nhà bán hàng mà không cần phải nhập hàng về, không cần phải lưu trữ hàng trong kho. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm khách hàng. Sau khi có khách hàng thì chúng ta sẽ liên hệ với nhà cung cấp, đúng không ạ? Liên hệ với nhà cung cấp để mua hàng và yêu cầu nhà cung cấp sẽ vận chuyển hàng đến tay khách hàng của chúng ta. Thì trước đó chúng ta cần phải đàm phán về giá cũng như là cái nhà vận chuyển làm sao để tối ưu nhất cho chúng ta với nhà cung cấp. Và nhà cung cấp chỉ có nhiệm vụ duy nhất là chuyển đơn hàng tới tay khách hàng mà thôi. Và các bạn hiểu đơn giản như vậy, đúng không ạ? Thì dropshipping còn hiểu một cách đơn giản hơn, đó là bạn mua sản phẩm ở một nơi giá thấp và bán nó ở một nơi giá cao và bỏ túi cái khoản chênh lệch đó. Khoản chênh lệch này thì tùy thuộc vào cái loại sản phẩm mà bạn lựa chọn, nó có thể lên tới vài trăm phần trăm nếu bạn có kỹ năng tìm kiếm supplier, tức là nhà cung cấp, và cái kỹ năng chọn sản phẩm. Và bình thường cái lợi nhuận ở mức 30-60% là có thể chấp nhận được, đúng không ạ? Ok, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong dropshipping là gì rồi.